Ok, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay thì mình có một mẫu giày mới mà muốn giới thiệu cho các bạn. Đó là mẫu NV Cloud 2M. Đây là một phiên bản mà mình nghĩ rằng là nó có giá rất chi là phải chăng để các bạn tiếp cận những đôi giày chính hãng. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái giá trị nhất định mà nó đem lại trong cái tầm giá đó. Đó là đôi giày có đế Cloud Farm cực kỳ mềm. Và điều quan trọng là nó dễ đi, dễ phối đồ. Cái phiên bản mà mình có trên tay ngày hôm nay đó là phiên bản màu đen và phối một chút màu trắng. Thì cái đôi giày này thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu, bởi vì đó là một cái đôi giày mà giá phổ thông tầm trung, giá rẻ của Adidas. Thì nó chỉ có cái tấm lớp vải mesh, nhưng mình nhận thấy là cái lớp vải mesh này có sự linh hoạt khá là tốt, vải khá là đàn hồi. Tuy nhiên là không thể bằng những cái lớp vải granite cao cấp của Adidas được, nhưng mà nó lại khá là đàn hồi. Ok, cái đế Cloud Farm này thì quá nổi tiếng của Adidas rồi, nó cực kỳ mềm. Mặc dù không thể bằng Ultra Boost được, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái lợi thế của Cloud Farm là cái đế này sẽ rất dễ vệ sinh. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn một chút nhé. Ok. Đế Cloud Farm rất mềm ạ. Đôi giày này thì có giá là 1.190.000. Mình đang nếu mà các bạn nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ theo đường link mô tả bên dưới video. Vâng, xin cảm ơn, mình là Công Tokyo. Ok.